Hello các bạn, những cái sản phẩm mà lục bình đó mình đang như thế này, mình xử lý nó làm sao đừng cho, thứ nhất là đừng cho nó bị ẩm nè, thứ hai đừng cho nó bị mốc nè, để cho nó quản lý lâu dài mình có thể là bán được. Thì ở đây thì mình sẽ có loại keo này chuyên về lục bình và mây, nhưng mà chủ yếu là mình sử dụng ở trên khô thôi nghe, khi mình đã sửa mình quét vô rồi sử dụng trên khô thôi. Nếu như mà mình sử dụng mà mình đem dưới nước đó, thì nó sẽ bị tan những cái loại keo này hết, cho nên thì mình sẽ bảo quản trên khô ngay trước khi mà mình bán. Thì mình lưu ý là khi mà mình quét cái keo nó vô thì mình sẽ nói với khách hàng là không được thấm nước, hạn chế thấm nước. Nếu như mình thấm nước thì cái keo này nó sẽ bị trôi ra và nó sẽ mất tác dụng, nó làm cho những cái lục bình của mình nó bị ẩm mốc, rồi sau đó nó sẽ bị thâm kim. Rồi để biết thêm cái loại keo gì thì các bạn hãy đi theo mình nha. Đây các bạn thấy trên tay mình cầm gì đây, một bên là nước, một bên là keo. Thì bây giờ mình sẽ trộn keo vào cái thau nước này, mình trộn mình khuấy cho nó đều nha các bạn. Đây là keo đặc nha mọi người, mình có bán trên Shopee, mình có để đường link ở dưới á, ai mà có nhu cầu về cái này thì mình có thể là mua tham khảo nha. Rồi bây giờ thì mình sẽ bắt đầu mình đi trộn nha. Bây giờ thì mình sẽ lấy cái này nè, mình cho nó vô cái nước này nè, mình trộn nó hơi được sạch sẽ nha. Mỗi khi trộn thì mình phải cho cái này là nguyên chất luôn nha mọi người, nó màu trắng nha, mình trộn vô nước nè. Đó, mình để cho nó, mình khuấy cho nó đều ra. Đó, mình khuấy cho nó đều ra thì bắt đầu mình mới sử dụng trên lục bình của mình được, hoặc là mây cũng được. Đó, muốn bóng thì mình mua cái chất làm bóng, mình nảy vô, mình sơn bóng vô, sơn bóng mà dạng nước đó mọi người. Này là mình keo để bảo quản cho nó cứng này nè, cũng giúp cho bột cứng nè, rồi chống ẩm chống mốc nè. Mọi người nào mà mình làm mình kinh doanh lẻ, mình tự mình bán thì nên nên tham khảo loại keo này nha. Tại vì loại keo này thì công ty mình trước đó mình làm á, người ta cũng sử dụng loại keo này để người ta xuất khẩu mà, cho nên mình mua về mình chia sẻ cho các bạn thôi. Đó. Bắt đầu mình quậy lên, thấy mình quậy lên bắt đầu nó trắng sữa, còn cái này dục đi chứ dơ quá. Đó, mình quậy lên, mình quậy cho nó trắng nha, mình quậy cho nó đều nha mọi người. Đó, quậy lên cho nó đều nha. Keo này là cái keo mà để sử dụng cho lục bình nha mọi người. Keo cao cấp nha, dán gỗ hay là dán gì cũng được, dán giấy cũng được, chứ không phải là loại mà keo bình thường như ATM nha. ATM trên Shopee người ta bán nhóc đó. Còn keo này thì nó cao cấp hơn cho em nha, cho nên thì phí nó cũng mắc hơn á. Thì cho nên thì cái này nè, khi mà mình phân biệt thấy không, cái mà cho em á, cái loại mà ATM á mua trên Shopee về á, khi mà trộn với nước á, nó có chất rất là nhờn, nó nhờn, còn cái này nó không có nhờn nha mọi người, nó không có nhây nha, nó không có khó chịu nha, nó vẫn là cái nước bình thường nha các mọi người đó. Nên mọi người phân biệt dùm, là hai cái này cũng cũng giống y nhau, nhưng mà khi mà mình cái kia cái ATM á mình trộn với nước á thì nó lại có chất nhờn, mà nó chắc dịch dịch gì nó khó chịu lắm, mà khi mình quét vô sản phẩm á, thì nó không có chất lượng bằng cái loại này. Cái loại này thì chuyên dùng cái gì ta, lục bình hòa mây. Đó, bây giờ mình quậy cho nó đều xong rồi mới bây giờ mình quét vô sản phẩm nha mọi người. Đây, giờ mình đã quậy cho nó đều xong rồi thì bắt đầu mình sẽ cho cái miếng này nè, mình vét cho cái miếng này, sau đó mình phơi khô nha mọi người. Giờ mình tiến hành mình làm. Đầu mình lấy cái keo là mình quết vô nè mọi người. Đó. Mình không quết thì mình nhúng cũng được. Đó. Nó có màu trắng. Nó có màu trắng mọi người. Đó. Xong rồi mình phơi khô, xong rồi cái bắt đầu cái nó cứng ngắc rồi mọi người. Nó sẽ giúp cho mình là giữ ẩm nè. Thứ hai là sẽ giúp cho mình là không có bị thâm kim mốc này nọ. Cái điều kiện là mình sẽ bảo quản ở chỗ mà nơi khô ráo, đừng có ẩm ướt nha mọi người. Ai mà có cái bồn lớn thì người ta nhúng luôn, còn mình không có thì mình lấy cái này mình chịu khó mình quét.
xong. Khi mà trong quá trình quét xong á, thì nó có như vậy nè, đó, trắng vậy nè, đó, bắt đầu mình đem đi phơi cho nó khô thì bắt đầu là trở lại thành cái miếng bình thường, nhưng mà nó cứng hơn nha. Bây giờ thì nó mì mèo nè, đó, nó mì mèo. Bây giờ mình đem đi phơi nha. Đây là cái sản phẩm mình vừa xử lý keo xong rồi mọi người, nó rất là cứng luôn nè mọi người, mình tét nó không ra luôn nè mọi người, mình dùng hết sức luôn, rất là cứng ngắc luôn mọi người. Nhưng mà các bạn nhìn thấy không, nó vẫn là cái cọng lục bình bình thường. Có một điều là mình không có phủ bóng cho nên không có bóng thôi. Và nếu như bạn nào thích phủ bóng thì mình mua keo phủ bóng dùng phủ nó bóng hới luôn. Thì ở đây thì mình có bán cái loại keo này, thì các bạn nào có nhu cầu thì các bạn ủng hộ mình nha. Sử dụng cho là mây che hoặc là những cái đồ sản phẩm này nọ, hay là đang gom hay là đang gì đó, dân có thể đều sử dụng được. Ngoài ra mình có thể là dán giấy nữa nè, đó, rất là nhiều công dụng luôn mọi người. Dán giấy thì mình để nguyên chắc luôn, dán gỗ mình cũng để nguyên chắc luôn. Còn thì khi mình sử dụng những cái đồ thủ công nghệ này thì mình bắt đầu mình phải pha nước nha mọi người. Rất là cứng luôn. Thì bây giờ mình xin off cái video này nha. Xin chào tất cả các bạn, bye bye.